gắn cái này vô trong cái đít xe này đang kéo tạo. Mà người ta gửi cho mình á. Yeah. Đây. Đây là con ốc nào đâu. Thử coi. Không, nhiều luôn. Không biết cho làm chi. Ok. Này gắn vô xe. Yeah. Đúng không? Yeah. Ok, rồi con gắn vô đó đi. Để nó vô thử coi. Đấy. See if gonna fit. Giờ con dặn con ngốc đó vô. Thêm con ốc nữa nè. Con ốc bên kia này. Yep, kéo gì đó. Thế là mình đã có cái đồ kéo tạo.